Cái pháp môn thiền buông thư này đó, nó giúp cho được rất nhiều người chống cái bệnh quýnh quýu stress. Cái bệnh stress đó đó, bề ngoài thì mình chỉ quýnh quýu thôi, nhưng mà nó đi vào trong tâm mình đó, thì nó sanh ra nhiều cái bệnh rất là kỳ. Thành ra vì vậy cho nên mình nên buông thư mỗi ngày một lần, 10-15 phút cũng được, để mà mình ưu ái với cái thân của mình, thì mình có thể chống cái bệnh quýnh quýu lo tất bật. Và mỗi khi mà mình thấy mình có cái niềm ưu tư lớn hay mình có cái xúc động lớn, thì các cháu, sư cô đề nghị tụi con mỗi lần có cái chuyện buồn phiền gì lắm á, và thấy mình chán đời quá nhưng mình chẳng muốn sống gì hết, thì mình nên nằm dài xuống và mình buông thư. Rồi sư cô sẽ hướng dẫn một số bài tập. Và khi mà các cháu chỉ có 10-15 phút thì mình thực tập chừng 3 bài. Khi mình có 20 phút, nửa giờ, mình thực tập nhiều bài khác. Và khi mà mình không có ngủ được ban đêm thì mình cứ tuần tự mà mình thực tập bài thứ nhất, rồi bài thứ hai, rồi bài thứ ba. Đôi khi nó có gì quấy động trong tâm mình quá, giờ mình thực tập tới bài thứ mấy chục rồi mà nó vẫn chưa ngủ được, nhưng mà nó vẫn buông thư cho mình, và nó sẽ làm cho con người mình nó khỏe. Ngày hôm sau tuy là suốt đêm không ngủ nhưng mà người mình cũng vẫn buông thư. Bây giờ đây là bài tập thứ nhất. Xin mọi người nằm ở trên cái lưng của mình và đừng có nằm gối cao. Tại vì nếu mình nằm gối cao thì cái sự buông thư nó từ đầu xuống ót, xuống hai vai nó không có được luân lưu lắm. Thành là cái cổ mình nó hơi gãy gãy. Cho nên nên nằm sát với mặt đất. Rồi bài tập thứ nhất á, là mình nằm dài như là mình đi đi lội lội ngựa vậy đó. Mình bỏ hết, không suy nghĩ gì hết, buông thư hết từ trên đầu, buông thư hết những lao sao trên đầu, buông thư hết những lao sao trên mặt, buông thư hết những lao sao trên toàn cơ thể mình cho đến tận đầu ngón chân. Và mình buông hết, mình chỉ bám một cái thôi là hơi thở của mình. Mình thở vào, mình để ý tới không khí nó đang đi vào buồng phổi của mình. Mình thở ra, mình để ý tới không khí nó đang đi ra khỏi lỗ mũi mình. Vào, không khí đang đi vào buồng phổi mình và trải dài xuống toàn thân mình. Thở ra, mình để ý tới những hơi thở nó đưa không khí dơ mệt mỏi đi ra ngoài khỏi thân thể mình. Vào nè, ra nè. Thở vào, tôi làm tĩnh lặng hết toàn thân tôi, tĩnh lặng từ những lao sao trên đầu, tĩnh lặng xuống gương mặt mình, tĩnh lặng hai vai và toàn thân mình. Thở ra, tôi nghe khỏe nhẹ trên hai vai và toàn thân tôi. Tĩnh lặng, khỏe nhẹ. Bây giờ đây tôi đem sự chú tâm của tôi đến với dưới rúng của tôi.
Thở vào nhẹ nhàng, thở ra nhẹ nhàng. Tôi để ý thấy cái bụng của tôi nó hơi phồng lên và nó hơi xẹp xuống. Bụng phồng lên, bụng xẹp xuống. Bụng phồng lên, bụng xẹp xuống. Phồng lên, xẹp xuống. Bữa nay tôi hơi bị dao động, cho nên tôi chú tâm trên bụng không được. Tôi để một bàn tay trên bụng của tôi để cho biết rõ là mình thở vào, thở ra thì cái bụng mình hình như có phồng lên và có xẹp xuống. Bụng phồng lên, bụng xẹp xuống. Bây giờ đây, tôi gửi sự ưu ái của tôi đến hai bờ vai và hai cánh tay tôi. Thở vào, tôi làm tĩnh lặng những căng thẳng trên cổ dọc xuống hai bờ vai tôi, dọc dài xuống hai cánh tay tôi. Thở ra, tôi nghe khỏe nhẹ trên hai vai, khỏe nhẹ trên hai cánh tay tôi. Tĩnh lặng, khỏe nhẹ trên hai vai và hai tay tôi. Bây giờ đây tôi gửi sự yêu ái của tôi đến hai chân tôi. Thở vào, tôi buông thư hết những căng thẳng. Từ trên hông buông thư xuống đến đầu gối, buông thư xuống đến gót chân, buông thư đến đầu các ngón chân. Thở ra, tôi nghe khỏe nhẹ trên hai chân tôi. Buông thư, khỏe nhẹ trên hai chân tôi. Bây giờ đây tôi gửi sự ưu ái của tôi đến trái tim tôi. Thở vào, tôi làm tĩnh lặng hết những lao xao thổn thức trong trái tim tôi. Thở ra, tôi nghe khỏe nhẹ trên trái tim tôi. Tĩnh lặng, khỏe nhẹ trên trái tim tôi. Thương quá, trái tim tôi làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Suốt ngày, suốt đêm, trong khi tôi đi ngủ thì trái tim vẫn phải bóp đẩy máu đi để nuôi cơ thể tôi. Vậy mà tôi có để ý gì tới trái tim tôi đâu. Mỗi lần tôi giận, tôi bực, tôi tức thì trái tim tôi rất là thổn thức. Thương quá, trái tim ơi, tôi sẽ nhớ bớt giận, bớt bực, bỏ hết những cái bức xúc lính quýnh giận hờn để làm cho trái tim của mình nó khỏe ra một chút. Thở vào, tôi mỉm cười với trái tim tôi. Thở ra, tôi thương lắm nghe trái tim. Tôi sẽ cố gắng
bỏ đi những bực dọc, giận hờn, trách móc. Nó chỉ làm cho trái tim của tôi nó đau mà thôi. Bây giờ đây, tôi gửi sự ưu ái của tôi đến lá gan của tôi. Thở vào, tôi làm cho lá gan của tôi nó tĩnh lặng, nó buông thư. Thở ra, tôi làm cho lá gan của tôi nó khỏe nhẹ. Tôi sẽ chăm sóc lá gan của tôi kỹ hơn. Mỗi lần tôi ăn những cái chất mà bác sĩ dặn đừng có ăn sẽ làm tăng chất mỡ trong máu, sẽ làm khó khăn cái này cái kia, tôi không có nhớ gì hết. Ngon miệng quá. Sáng cũng nước dừa, chiều cũng nước dừa. Bác sĩ nói coi chừng, trong nước dừa nhiều chất béo lắm, ăn bớt lại mà cứ quên. Tôi sẽ chăm sóc lá gan tôi hơn. Bác sĩ dặn không có nên uống rượu. Một cốc bia, hai cốc bia, ba cốc bia. Tiếp tục uống. Lá gan nó mệt quá. Nó có thể nói, trời ơi, mệt quá, bác ơi, dừng lại giùm đi. Mà mình cứ quên. Một cốc rượu vang, hai cốc rượu vang, ba cốc rượu vang. Ngon miệng quá mà. Quên rằng lá gan của mình nó sẽ rất khổ. Thở vào, tôi mỉm cười với lá gan tôi. Thở ra, tôi gửi sự ưu ái tới lá gan. Và tôi sẽ cố gắng chăm sóc lá gan tôi đàng hoàng hơn. Bây giờ đây, tôi gửi sự ưu ái của tôi đến với đường ruột của tôi. Thở vào, tôi buông thư, mỉm cười với đường ruột của tôi, từ ruột non tới ruột già. Ăn ngon miệng quá, tôi nhai ngấu nghiến, không có nhai kỹ, đẩy vào ruột hết tô này tới tô khác, làm cho cái ruột nó mệt quá. Thêm chút ớt nữa, thêm một chút giấm, thêm một những cái chất mà làm lên men, làm cực khổ cái ruột tôi. Ăn một miếng sô-cô-la ngon quá, ăn hai miếng, ba miếng, mình mới được tặng nguyên thẻ mà tại sao không ăn, ăn hết một thẻ sô-cô-la, nó ngon miệng, nhưng mà cái ruột của mình nó rất là khổ. Tôi phải nhớ chăm sóc cái ruột của tôi đàng hoàng hơn. Mỗi lần tôi lo lắng buồn phiền thì cái dạ dày của tôi nó cũng loét. Nó tiết những cái chất làm cho mình đau. Vậy mà cứ hết lo tới buồn, hết buồn tới trách. Thở vào mỉm cười với dạ dày tôi. Thở ra tôi nguyện buông thư hết. Không có giận, tức, buồn, lo, sợ làm cho cái dạ dày tôi nó khổ. Bây giờ đây tôi gửi sự ưu ái của tôi đến lá phổi của tôi. Thở vào, sướng quá, đầy cả phổi. Thở ra, nhẹ quá. Thở vào, thở ra rất là thông thương. Tôi đã thấy những người chỉ thở ra và không thở vào được nữa. Họ chết mất rồi. Vậy mà tôi còn thở vào. Đây, lá phổi rất là hạnh phúc. Cảm ơn lá phổi nhé. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc phổi của tôi hơn. Bỏ đi thuốc. Bỏ đi những hút thuốc này. Bỏ đi ở trong nhà chật chội. Mỗi ngày tôi sẽ cố gắng đi ra ngoài để đãi cho lá phổi của tôi
rất nhiều không khí trong lành. Trong kinh Kim Cương, Bụt có nói có những người con trai, con gái nhà lành sáng xe một xe châu báu tặng người, chiều xe một xe châu báu tặng người, mà càng tặng thì càng giàu. Thưa quý vị, chân không mới tặng quý vị một xe châu báu. Lá gan của quý vị là một kho châu báu. Trái tim của quý vị vẫn còn bình an đập đều là một kho châu báu. Lá phổi của quý vị có thể thở vào, thở ra thông thả là một kho châu báu. Đôi mắt của chúng ta là một kho châu báu. Chỉ cần mở mắt ra là mình thấy được đủ màu sắc, thấy được mặt mẹ, mặt cha, mặt thầy, mặt những người mình trân quý. Sướng quá, cảm ơn đôi mắt quá. Đôi mắt là viên ngọc quý của tôi. Lỗ tai tôi có thể nghe được tiếng chim hót, tiếng thuyết pháp màu nhiệm của thầy. Lỗ tai tôi được nghe được tiếng cười khúc khích của trẻ thơ. Màu nhiệm quá. Cảm ơn lỗ tai nhé. Lỗ tai của tôi là một kho châu báu của tôi. Hai tai của tôi còn mạnh khỏe, còn đàn được, còn viết lách, còn làm chuyện này chuyện kia được. Đó là những kho châu báu. Hai chân của tôi còn đi thông thả được, khỏi phải ngồi xe lăn, là những kho châu báu. Chân không vừa tặng quý vị rất nhiều châu báu, mà chân không không có nghèo. Châu báu chất đầy thế giới, tôi đem tặng bạn sáng nay. Một vòng kim cương sáng chói, lòng lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi một giây phút mà mình còn sống là một viên ngọc quý. Mỗi phút một viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép là hiện bày. Mình đang sống trong hạnh phúc mà mình không biết. Mình phải trở về với hơi thở chánh niệm để mình biết rằng mình rất là may mắn. Mình có thân người, mình có được Phật Pháp, mình có được thầy giỏi, mình có được bạn hiền. Nhưng mà mình phải ý thức, chứ nếu không, người này mới làm mình một chút xíu gì mình không có hài lòng là giận liền, quên hết bao nhiêu chuyện tốt lành họ làm cho mình. Chỉ mắc lo bực cái chuyện nhỏ xíu mà họ đã vụng về thôi. Mỗi phút một viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép là hiến bày. Lỗ tai mình còn nghe chim hót thông reo, mắt mình còn thấy hoa nở, đó là rất nhiều châu báu. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Ánh mắt thương yêu sáng tỏm, nụ cười ý thức đông đầy. Hơi
Người giàu sang bậc nhất, tha phương câu thực xưa tánh. Hãy thôi làm thân cùng từ, về đi tiếp nhận gia tài. Mình còn giàu lắm mà mình hành xử giống như trong kinh Pháp Hoa Phật nói. Mình có một viên ngọc quý mà mình không có biết. Mình đi làm kẻ ăn mày. Cái gì cũng than khổ, cái gì cũng trách hết. Hãy thôi làm thân cùng từ, đừng làm ăn mày, than trách hoài. Về đi tiếp nhận gia tài, hãy dâng cho nhau hạnh phúc và an trú phút giây này. Hãy buông thả dòng sâu khổ, về nắng sự sống trong tay. Chuông ngân mà từng tiếng ngân ngâm. Thở vào mà tâm tĩnh lặng. Thở vào mà tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. Bước vô thiền đường.
Ôi thanh thơi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng an nhiên. An nhiên thanh thơi ngồi yên. Thiền đường buổi sáng trăng còn treo, trăng còn treo, nở ngay nụ cười tươi mát, bước chân dẫm lên thật điềm. Ôi thanh thơi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng an nhiên. An nhiên thanh thơi ngồi yên. Thiền đường buổi sáng thấy được tâm, thấy được tâm, một phen mà ngồi xuống quyết tâm dứt luôn sầu đau. Ôi thanh thơi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng an nhiên. An nhiên thanh thơi ngồi yên. Vui buồn là thuyền theo gió, hơi thở chính là neo. Vững tâm duy trì hơi thở, chớ cho gió trôi thuyền đi. Ôi thanh thơi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng an nhiên. An nhiên thanh thơi ngồi yên. Vẫn vẫn nghe chuông bao giờ công phu, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Vào thiền đường lòng không nghĩ suy, luôn dứt tâm những hơi vào ra. Hơi thở vào lòng nghe thánh thơi, hơi thở ra vững thân ngồi yên. Bao ưu phiền giờ đây đã tan, thân và tâm sống trong bình an.